gắng thật nhỏ với giấc mơ lớn trở thành quán quân. Nè Eddie, mọi chuyện ổn rồi chứ? Cuối cùng thì ta đã hoàn thành chiếc xe trượt ta lửa rồi. Đã quá, chuyến này thật là tuyệt. Nopia, ta đi thôi. Tuyệt quá. Hướng đến Nopia, vùng đất băng. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nuori, người dẫn chương trình trong ngày hôm nay. Sau khi các vận động viên rời sân vận động, họ sẽ phải vượt qua các khu như rừng thông, động băng khủng long quá thạch, dùng tuyết phủ, dùng sương mù nguy hiểm và khu khe nước, rồi sau đó tất cả sẽ cùng trở về sân vận động. Mày nhìn cái trò chơi bẩn lên lại đi. Phu phu, bọn nhảy đây. Ôi không, xe của đội Bororo đã bị hư hỏng nặng sau đòn tấn công của đội Phu phu. Phải đi cứu họ. Luffy, ta không đi được, ta có bão tuyết mà. Ôi trời, sắp hết nhiên liệu rồi. Bây giờ mình phải làm gì đây? Bororo và các bạn trong chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Đến lúc rồi, phải dùng cú nhảy siêu tốc thôi. Chịu thua đi nhảy đó. Trời ơi! Bororo, đường đua mạo hiểm. Megastar hân hạnh phát hành tháng 10 này.